em muốn khuyến khích gia đình mình bán đất cho công ty bất động sản Minh Quang. Trời ơi, nó liều mạng ghê trời. Nó dám đụng tới đất của bà hay lửa luôn, trời ơi trời. Mày mua đất phải không? Ba sẽ giao dự án này lại cho con. Nhưng mà con phải nhớ, công ty cần miếng đất trước Tết. Cái ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà mà rắc rối nhất. Ai cũng đồng ý, chỉ có ngôi nhà này không đồng ý. Và bây giờ nhiệm vụ của mày là tấn công vô con nhỏ này. Thôi thôi, núp vô, núp vô. Trời ơi, làm như em nhát như anh vậy đó. Làm gì, hiên ngang lên. Cảm ơn Trường ơi. Dừng lại. Cô tông tôi rồi đó. Bây giờ cô chở tôi về nhà cô đi. Để tôi còn biết gia đình cô. Mai mốt có gì tôi còn bắt đền nữa. Xe của tôi chưa hề đụng vô người anh một chút nào luôn nha. Đúng là thánh đàn bà. Đón xem tập 1 Tết này có chồng được công chiếu vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022 trên kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official.